Câu hỏi đầu tiên á, là vị này hỏi là con được người khác tặng một chai rượu vang uống thì phạm giới, vậy con phải làm gì ạ? Thì thưa quý vị đó, cái này nó có hai vấn đề mà sư cần phải nói với quý vị như thế này. Nếu như mà chúng ta là người học Phật á, thì chúng ta nên tránh tặng nhau một cái gì đó mà có thể dẫn đến sự tai hại của người kia. Ví dụ như là chúng ta tránh đi cái chuyện là chúng ta tặng rượu hoặc là tặng những cái chất độc như là thuốc lá đó, hoặc là tặng những cái gì mà nó có thể nó gây hại cho người khác thì chúng ta nên tránh đi. Chúng ta không có nên tặng mấy cái thứ đó. Còn trong trường hợp á, mà chúng ta không biết mua cái gì, ví dụ như trong một cái dịp lễ nào đó, quý vị là cư sĩ mà ha, thì thà quý vị gửi cái phong bì đó, rồi người ta muốn mua cái gì người ta mua, thì cái chuyện người ta sử dụng cái phong bì của mình để người ta mua cái gì đó thì nó là chuyện của người ta. Chứ còn chúng ta, hoặc chúng ta lựa một cái món gì đó, chứ chúng ta tránh, không có nên tặng những món quà mà có thể khiến cho người ta phạm giới. Và bản thân cái món quà đó khi chúng ta tặng đó là chúng ta cũng đã gây ra các ác nghiệp rồi. Ví dụ như khi chúng ta tặng nhau một cái chai rượu thì có nghĩa là chúng ta tặng chất độc. Và xin thưa đó, có những sự bố thí mà nó dẫn tới địa ngục, chứ không phải cái sự bố thí nào nó cũng dẫn đi đến những cái cảnh vui thôi nha. Có những sự bố thí mà có thể dẫn chúng sanh đi đến địa ngục. Ví dụ như bố thí thuốc độc nè, rượu là một trong số đó ha, rượu bia các chất kích thích, hoặc thuốc lá thuốc lào làm ở trong số đó, nó thuộc về thuốc độc. Bố thí vũ khí, bố thí người nam đến với người nữ, người nữ đến với người nam để mà thỏa mãn dục vọng đó, thì bố thí con thú đực đến con thú cái, ví dụ như là để cho tụi nó gieo giống, hoặc bố thí con thú cái đến con thú đực. Thì những cái sự bố thí đó là những cái sự bố thí đi địa ngục. Cho nên khi quý vị chọn một cái món quà gì đó thì chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ ha. Rồi trong trường hợp chúng ta là cái người nhận á, thì nó có nhiều cách để chúng ta hóa giải xử lý. Ví dụ như nếu như quý vị xác định đó là thuốc độc thì chúng ta có thể bỏ, chứ chúng ta không có nên đem cho cái đó cho người khác. Nếu như mà quý vị có cái gan quý vị bỏ thì chúng ta có thể đổ bỏ ha. Mà sư biết á, là cái có một số chai rượu thì nó rất là đắt tiền, mà nếu như bỏ thì có khi chúng ta lại lãng phí. Thì thôi, nếu như thế này, có một số loại chế có một số cách chế biến thực phẩm mà quý vị có thể sử dụng rượu, mà khi chúng ta chế biến á, thì nó mất đi cái tính chất của rượu rồi, nó mất đi cái tính chất say của rượu, nó mất đi cái vị của rượu, cái mùi vị của rượu, thì khi đó quý vị có thể sử dụng mà quý vị không có phạm giới. Cái thứ hai đó là quý vị có thể dùng như là thuốc, một số loại thuốc đó cần phải ngâm rượu đó thì quý vị có thể sử dụng. Nhưng mà nhớ nha, khi mà quý vị chế biến thành thuốc á, thì cái thuốc đó nó phải mất đi cái mùi vị của rượu và mất đi đặc tính của rượu, thì khi đó quý vị mới không phạm giới. Còn nếu như quý vị uống, có một số bệnh á, mà phải uống rượu để mà chữa bệnh, thì cho dù quý vị uống để chữa bệnh đi nữa thì nó vẫn là phạm giới, mặc dù cái nghiệp của nó rất là nhẹ, nó rất là nhỏ, nhưng mà nghiệp nó vẫn cứ là nghiệp ha. Chính vì cái nghiệp lớn nhỏ khác nhau dẫn đến cái quả báo lớn nhỏ khác nhau. Như quý vị thấy thời nay có người cái trí rất là thông minh, nhưng mà có người cái trí thì nó không có thông minh bằng, nhưng mà nó vẫn kha khá, vẫn xài được. Có người thì cái trí của họ chỉ ở mức trung bình thôi, nhưng mà có người thì nó hơi bị tưng tửng tí xíu, hoặc có người thậm chí là bị điên khùng luôn. Cho nên cái mức độ phạm giới hoặc giữ giới khác nhau thì sẽ cho cái quả báo khác nhau. Quý vị nhớ giùm điều đó ha.